á, cho nó sạch nó đẹp á. Đây. Đây. Tay lái này thì nó có cục chuyển đổi gào luôn, cho mình kèn bận luôn luôn, đầy đủ các cái ha. Xe này ở bển nó làm công trình đó mấy anh. Đó cho nên là nó có cái đèn này. Anh nào mà có mua con xe này thì bé Kim tặng luôn cái đèn này. Đó, đó là sản phẩm tặng của chiếc Yamaha Vio 45-5B này nha mấy anh. Bộ chuyển đổi gào đây. Còn bên dàn mũ của nó nè. Ây dù. Đây vẫn còn ổ khóa ha, vẫn còn mới luôn. Wow, vàng tươi không? Đây, nắp bình dầu của nó là Yamaha luôn nha mấy anh. Nói chung là nó còn đầy đủ phụ kiện ấy lắm. Còn bên dưới là mấy anh khỏi nói rồi, tại vì nó dơ quá đó. Cái kim chưa có rửa nó dơ á, chỉ rửa sơ sơ bên ngoài thôi. Đây, đây là cái lắc của nó. Đó, Model Vio 45-5B ha, Yamaha hiệu Yamaha hay mấy anh. Yamaha. Đây là cần rào ha. Bé bé Kim quay từ từ cho mấy anh xem. Về bụi bặm các cái gì thì mình rửa ra. Ở dưới này nó có một cái đèn, vẫn còn một cái đèn ở dưới này luôn. Đó, nhưng mà con cái là nó mắc cái kính ở đây thôi. Về mình gắn lại. Này là em quay gần ha, quay gần cho mấy anh dễ xem ha. Đó, bụi bặm hay này kia rồi đó thì về mình rửa ra thôi. Cái này chắc nhớt gì quá. Này bụi bặm thôi. Về rửa ra. Đây có đường búa rồi sẵn hết hả? Gào bặm thì cũng đẹp lắm. Ở đây nó có hai cái đường mà dây mà để mình tháo lắp chanh về gào đó, nó có sẵn ở đây luôn. Đó. Vậy là cái kim quay tổng thể như thế này thì mấy anh nhìn thì cũng hình dung được chút nào rồi. Đó, thì khi nào mà anh nào mà có quan tâm cái mặt hàng này á thì cứ ở yên tại nhà, chỉ cần nhấc máy lên gọi vào số 0966 340 640 thì bé xem Kim sẽ tư vấn cho mấy anh biết tình trạng máy cũng như là báo giá gốc cho mấy anh. Đó, thì anh cứ tham khảo rồi qua dịch mình đến xem cũng được. Rồi bé Kim xin kết thúc video. Cảm ơn mấy anh đã xem video của bé Kim cho tới tận giờ phút này. Chúc tất cả các anh em nhiều sức khỏe.